kèm với cái giá phải trả. Sung Jin vì muốn chút giận nên đã ăn đĩa bít tết màu máu, dẫn đến việc bà chủ quán ăn bị lên cơn đau tim mà qua đời. Hôm sau, ký ức của cô có chút mơ hồ, cảm thấy dường như tất cả mọi việc đều là mơ. Nhưng khi cô đi ngang qua quán ăn mới ý thức được, mọi việc không đơn giản như vậy. Đối tượng mà cô muốn trả thù thật sự đã chết. Đi đến nhà hàng, cô thấy trên bàn vẫn còn bít tết đó. Hóa ra tất cả mọi việc đều là thật. Cô ngồi đó từ sáng đến tối. Lúc này phù thủy đã xuất hiện. Dung Jin chất vấn cô về cái chết của bà chủ quán. Thật sự là cô làm ư? Không phải. Là cô làm. Trong từ điển của phù thủy, trả thù chính là tiêu diệt người mà mình căm ghét. Do cô dùng từ không chính xác nên đã hại chết một mạng người. Và cô cũng trở thành kẻ gián tiếp giết người. Cho dù thế nào thì tôi cũng không bảo cô giúp tôi giết người. Cô của bây giờ, hành vi như vậy gọi là giả nhân giả nghĩa đấy. Nói xong liền đẩy ngã Dung Jin xuống đất. Mọi vật trong nhà hàng đột nhiên rung chuyển, dọa cô sợ đến nỗi lập tức bỏ chạy ra ngoài.